Chào các bạn, chúng tôi là nhóm Double Wish. Và Chun Bò. Rồi, rồi gì? Đi nghe bình chưa? Dạ. Đi nghe bình chưa? Đi bình chưa? Có lại lần nữa. Đi, đi nghe bình chưa? À, chú đi Nhật Bản chưa? Yeah. Rồi, chú rồi, đi 3-4 lần rồi. Tao muốn nó rồi. Và Trần đã từng thử xong phần đúc là từ Nhật Bản chưa? Dịch giùm em không hiểu lắm. Dịch giùm em. Khi đi Nhật Bản thì thấy sản phẩm độc là Nhật Bản không? À, có. Có Nhật hả? Bản thì có nhiều mấy cái đồ lạ đó. Nói chung là ở bên Nhật có mấy cái họ sáng tạo mấy cái đồ dùng trong nhà cũng rất là lạ. À. Ở Việt Nam thì cũng có mấy cái siêu thị Nhật Bản có bán. À đúng rồi. À, ví dụ là Kiyomo cũng không có đa dạng bằng ở bên Nhật. Chương trình hôm nay là thử thay đoán vật Nhật Bản nhé. Chúng ta sẽ đoán. À, anh không biết đâu. Không biết nữa. Ok, bắt đầu nha. Sản phẩm đầu tiên là cái này. Cái này là cái gì mà tự nhiên có cộng dây chi? À, bác sĩ. Tôi nghĩ là cái gì? Cái này nó đeo lỗ tai. Dạ đúng rồi. Cái này là nói chuyện. Nói chuyện cho người lãng tai. Bây giờ đấy là boy tore. Boy tore là luyện tập dùng giỏi hơn. À, boy tore hả? Tự hát. Micro tập hát một đầu nhét vào tai, một đầu đưa lên miệng hát, hát dở tự nghe khỏi sợ ai chửi. Dạ đúng rồi. Vò ông hôn hát lên cho thề nỗi nhớ. Ủa? Dạ, con không nghe mà. Dạ, không nghe. Nghe. Cái này nó hơi vô dụng nha. Trời ơi. Là cái này là gì vậy? Hồng tâm. Hồng. Để bắn vô cái bia. À. Nhưng mà không biết súng này là để làm gì vậy? Cái này chắc là cái nhạc, cái loa hả ta? Loa hả? Cái loa không? Cái gì đây? Anh đỏ. Bật lửa. Hộp chục lá. Hộp chục lá. Hộp lì. Hộp đi không hết giờ hả? Lá gì mà có nút không nổi. Ôi dạ. Wow. Đau đầy quá. Wow. Đồng hồ báo thức hả? Dạ. Dùng để ngắm bắn tiêu diệt tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng, giúp bạn thức dậy mỗi ngày nhanh nhẹn và tỉnh táo như Zambon 007. Wow. Bon đồ. Rồi là 7. Ờ, làm. Sao mình không làm được? Cái này chắc tôi bỏ đi đúng không? Happy. Cái này hay, chơi cái này dễ. Chơi cái này dễ. Wow.